Tin nóng, Hà Nội phát hiện thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nhiều quận huyện. Theo CDC Hà Nội, trong 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, có 23 là F1 của trường hợp ghi nhận trước đó và 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Sáng 21 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính mới, trong đó 23 ca là F1 của trường hợp ghi nhận trước đó và 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Thông tin cụ thể 26 ca dương tính mới như sau. Trường hợp số 1 đến số 4 thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm. Bệnh nhân thứ nhất, DDL là nam sinh năm 1986, địa chỉ tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Đây là F1, chồng của bệnh nhân LTHA. Ngày 20 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân số 2, NTC là nữ sinh năm 1977, địa chỉ tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đây là dược sĩ bán thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ, có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7 dương tính. Bệnh nhân 3, NHN là nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tại Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội. Đây là dược sĩ bán thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ, có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7 dương tính. Bệnh nhân số 4, HTMA là nữ, sinh năm 1969, địa chỉ tại Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa Hà Nội, là nhân viên kiểm duyệt thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ, có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7 dương tính. Bệnh nhân 5 TTT là nữ, sinh năm 1995, địa chỉ tại Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 53860, được xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng 7 xuất hiện ho, đau họng, xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân 6 NVB là nam, sinh năm 1984, địa chỉ tại Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 53860, xét nghiệm lần 1 âm tính cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng xuất hiện ho, đau họng, xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân số 7 NNQT là nữ sinh năm 2016, địa chỉ tại Minh Khai, La Phủ, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 53860, xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng 7, ho, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Các trường hợp từ số 8 đến số 10 thuộc chùm Bắc Ninh. Bệnh nhân số 8 LVH là nam sinh năm 1991, địa chỉ tại Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 42319, xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng 7, sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân số 9 PVB là nam sinh năm 1986, địa chỉ tại CT7A Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 42319, xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Hiệp. Ngày 20 tháng 7, sốt và đau họng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân số 10, DTA, là nam sinh năm 2007, địa chỉ tại N05 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì. Đây là F1, con của bệnh nhân 42319, xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại Đại học FPT. Ngày 20 tháng 7, sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính các trường hợp từ số 11 đến 14 thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến Đống Đa. Bệnh nhân số 11 VTBN là nữ sinh năm 1974, địa chỉ tại xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa. Đây là F1 của bệnh nhân 46374, xét nghiệm lần 1 âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng 7, ho và đau họng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Số 12, bệnh nhân NMC là nữ sinh năm 1974, địa chỉ tại ngõ 16 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 46374, xét nghiệm lần một âm tính và cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 20 tháng 7, ho và đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân số 13, PTH, là nữ sinh năm 1959, địa chỉ tại Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là F1, mẹ của bệnh nhân 48656 đã được cách ly từ trước và xét nghiệm lần một âm tính. Ngày 20 tháng 7, xuất hiện sốt được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính. Bệnh nhân số 14 là VDB, bệnh nhân nam sinh năm 2016, địa chỉ tại Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là F1, con của bệnh nhân 48656, đã được cách ly từ trước và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 20 tháng 7, xuất hiện sốt được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính. Trường hợp bệnh nhân từ 15 đến 16 thuộc chủng B6 chạy Găng, hai bà trưng. Bệnh nhân số 15 là VKL, bệnh nhân nữ nữ sinh năm 1969 địa chỉ tại Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Là người sống trong khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7 dương tính. Bệnh nhân 16, KM là nữ sinh năm 1995, địa chỉ tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Sống trong khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7 dương tính. Trường hợp 17 thuộc chùm Bùi Thị Xuân. Bệnh nhân NVT là nam sinh năm 1993, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Đây là F1 của bệnh nhân 53858, tiếp xúc lần cuối ngày 16 tháng 7 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 20 tháng 7, sốt, đau rát họng và mất khứu giác, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính. Trường hợp từ 18 đến 20 thuộc chùm liên quan đến Bắc Giang, công ty SEI. Bệnh nhân số 18 là LVC, bệnh nhân nam sinh năm 1972, địa chỉ tại Đại Đồng, Đại Mạch Đông Anh Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 21330 đã được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Việt Hàn và xét và xét nghiệm hai lần âm tính. Ngày 20 tháng 7 xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính. Bệnh nhân số 19 là HPT, bệnh nhân nam sinh năm 1979, địa chỉ tại công ty SEI Võng La Đông Anh Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 21330 cùng tổ bảo vệ, tiếp xúc hàng ngày đến ngày mùng 4 tháng 7 đã được cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Việt Hàn. Ngày 20 tháng 7 xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính. Bệnh nhân số 20 là LTT, nữ sinh năm 1991, địa chỉ tại công ty SEI Võng La Đông Anh Hà Nội là công nhân công ty SEI, là F1 của bệnh nhân 46368, cách ly cùng phòng tại công ty đến ngày 6 tháng 7, đã được chuyển cách ly tập trung tại Đại học FPT. Ngày 20 tháng 7, xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính. Các trường hợp từ 21 đến 23 phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Bệnh nhân số 21 là TTT, bệnh nhân nữ sinh năm 1970, địa chỉ tại Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Người này có sốt và ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7, kết quả dương tính. Bệnh nhân số 22, NTN, bệnh nhân nữ, sinh năm 1933, địa chỉ tại Hoàng Xá, Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Người này sốt và bệnh viện Quốc Oai làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7, kết quả dương tính. Bệnh nhân số 23, NTU là nam, sinh năm 1957, địa chỉ tại Hoàng Xá, Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Người này đưa mẹ vào điều trị tại bệnh viện Quốc Oai, làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20 tháng 7, kết quả dương tính. Các trường hợp từ 24 đến 26 thuộc trùm Tân Mai. Bệnh nhân số 24 NTN là nữ sinh năm 1983, địa chỉ tại Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Đây là người liên quan đến bệnh nhân 55952, làm cùng tại 185A Giảng Võ. Ngày 20 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân số 25 là NTTH, bệnh nhân nữ sinh năm 1977, địa chỉ tại Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Người này sốt tiêu chảy ngày 10 tháng 7, mùng 10 tháng 7 vào viện Thanh Nhàn điều trị từ 14 tháng 7. Ngày 20 tháng 7 xét nghiệm dương tính tại bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh nhân số 26 là NTV, bệnh nhân nữ sinh năm 1943, địa chỉ tại Nguyễn Đức Cảnh, tương Mai Hoàng Mai. Đây là bác của bệnh nhân NTTH vào viện Thanh Nhàn điều trị từ 20 tháng 7, sốt, ho và khó thở, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính tại bệnh viện Thanh Nhàn. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 534 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 321 ca. Số ca mắc là người đã được cách ly là 200.